Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Bữa nay dịch bệnh nó nhiều quá nên là máy móc nó ít hẳn việc đi các bạn ạ. Thì hôm nay ở đây thì máy của anh Giới lại đi đắp chỗ các bạn ạ. Ở bên tay trái các bạn đây là một cái cánh đồng lúa bao la bát ngát. Thì cái vụ mùa vừa được gặt hái xong xuôi rồi các bạn ạ. Thì bây giờ là người ta đang nuôi dài. Ở ngoài Bắc người ta hay gọi là dài. Cái dài này tức là khi mà mình gặt hết lúa rồi thì nó lại tự mọc lên bông nữa. Đấy là người ta gọi là dài. Thì cái phần bên này bây giờ là người dân họ thuê lại của hợp tác xã. Sau đó người ta giữ nước lại để nuôi cái dài này. Mục đích là để thả cá các bạn ạ. Nuôi cá, nuôi vịt. Nhưng mà hầu như nuôi cá thì sẽ không nuôi vịt nữa. Thì sau một khoảng thời gian thì nước đây nó cũng đã to lên. Là sau vài cơn mưa đấy. Bây giờ thì họ đã thả rất là nhiều cá ở đây. Bây giờ sau khi thả cá xong thì nước nó to rồi. Thì mấy các bác thầu lại không muốn nước nó chảy sang bên phải các bạn này. Nên là đã gọi máy của anh Sơi ra để đi đắp những cái chỗ các bạn. Đây, gọi là đắp chỗ hay tức là đắp những cái đầu cống ấy. Để mục đích là nước nó không bị thoát sang bên ngoài. Nuôi cá này thì cần phải nhiều nước, cạn nước thì cá nó không thể sống được, nó nóng. Nên là phải đắp chặn những cái đầu cống mới lại. Bên này thì nuôi bò, cái đồng bên này thì nó cao, nó không chứa được nước, không giữ được, nên là bên này thì để nuôi cỏ với để họ thả bò thôi. Rồi, bên này thì có cái mương nước. Lắp toàn bộ cái chỗ này lại, nó khỏi thoát nước đi. Đây đây. Cái này sau này khoai bằng tay thôi. Rồi trước mắt thì đắp bằng máy luôn ngay. Đôi gầu đã xong rồi. Đắp nhiều sau bới tay cho sướng. Đấy, cả mấy cánh đồng này đâu đó khoảng mấy chục mẫu đấy các bạn ạ. Bây giờ thì lúa dài mọc lên rồi để không cũng vứt đi. Như vậy là họ đã vào đây để giúp cho là kinh doanh thêm. Cả cái dọc đường này thì nó có khoảng đâu đó ba cái chỗ các bạn. Đây, ba cái chỗ hay mình gọi là ba cái đầu cống. Ba cái đầu cống này thì có cái nhỏ cái to. Máy thì tiện thể chờ ngoài ruộng này thì bỏ đi thôi, không có cần phải kéo cọc các bạn. Đấy. Ở ngoài mình đây thì vụ này người ta đa số là bỏ không thôi, thì có cấy cũng chả có tác dụng, vì vụ này cấy hái nó không được ăn các bạn ạ, toàn mất thôi, chuột bỏ phá rồi. Sản phẩm máy lồng, máy liếc các thứ nó nhiều lắm nên là không ăn thua, hầu như là người ta bỏ hết rồi. Đấy. Phăng trên ruộng này. Đây, cát thì đi lưu được. Thì
đi đắp chỗ này là đi làm giúp thôi các bạn nhé, không có lấy công cán gì. Đây toàn bộ là những cái người làng, người xóm, người gần nhà thôi, làm giúp thôi. Đây. Sau này kiểu gì tát ở đây cũng kiếm được ít cá thì kiểu gì họ sẽ cho rồi. Đấy, chân khỏe thôi. Con này rất nhiều người hỏi mua đây các bạn, nhưng mà ông chủ chúng ta không bán vì là máy nhiều việc. Cả nguyên một cánh đồng rộng này. Đấy, bên tay phải các bạn, đây thì dài của nhà nào nhà đấy giữ thôi, nhưng mà hầu như là cũng không được bao nhiêu đâu các bạn, vì là cái dài này là hạt lép thì nhiều mà, nó còn hạt mẩy thì không có mấy đâu. Cái này cũng không cần phải bón thuốc bón thiết gì đâu nha, cứ để tự nhiên nó lên thôi. Chân mạnh chưa? Đắp đi. Đấy. Chỗ này là chỗ to này. Ui, sâu. Sâu nữa. Chỗ này sâu nước ấy. Đấy, cái này mà thủng là cá đi hết. Cá đi rồi, nước cũng đi hết luôn. Sức người rất là nhiều. Khôn vết là không ra đây nữa, cái máy là chạy mất tích luôn. Ok, như vậy là ba cái chỗ đã được lắp xong xuôi rồi. Ô tô sẽ xe ok, là đi bộ lấy xe. Lấy xe xong vừa đèo vào đi. Ok, được được đấy. Phỏng vấn. Phỏng vấn. Rồi, video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần tiếp theo.